giới thiệu. Cái chỗ này là cái chỗ của Utah Petrified Forest đó, tức là cái chỗ mà cây nó thành thạch. Trời ơi, cái rễ. Ừ, mà cái rễ vẫn còn thấy không? Nè, chú nào giới thiệu tại sao mình có cái này, cái cây này. Rồi. Chỗ này á, là cái vùng nó gọi là Petrified Forest ở miền Nam của Utah đó, nó gọi là cái vùng cây hồi xưa nó bị hóa thạch. Cái cây này đó là cách đây thời đại của thời khủng long hồi xưa, là thời đó đó là mấy con khủng long cổ bảo tàng chân thì này nọ thì đã ăn ở đây đó. Rồi nó bị độc đất, rồi nó đó, bị xuất thạch ra thành thời khủng long chết, mấy cây này nó bị chôn. Nó trở thành đá, rồi sau này đập đất ra thì nó đưa trở lại mấy cây này lên. Thì những cái đoạn cây gỗ nó bị xuất thạch đã bắt đầu từ từ nó lồi lên trên đất. Cái vùng này đó, nó mình đi bộ dọc cái vùng này đó, 12 cây số trong cái vùng nó gọi là Petrified Forest này đó. Thì những cái cây này đó nó lồi lên, nó chôn, hiện tại nó chôn với mặt đất, nhưng mà những cây nó lọt lên. Mình thấy đó, đây là một cái gốc cây còn lại rất là lớn. Cái đường kính của cái gốc cây này đó, hiện tại đó, dòng qua đó là cái đường kính khoảng tầm 3 thước, cái đường kính của gốc cây này. Trong cái vùng đất này á, là 150 triệu năm về trước đó, là cái thời mà khủng long đồ đó, nó từng ở lại nè. Đó. Rồi nó bị những cái trận động đất, những cái mà ngập lụt á, bị lụt á. Rồi cây nó thành quá đồ, cây thành quá thạch luôn. Đó, cây này quá thạch luôn nè. Cô chụp nguyên cái dãy núi mình đi. Nay nghe quý vị mà nay thiệt chứ. Đó, nhất. Đứng im liềm. Rồi đó, đứng im liềm. Anh Hiệp bữa nay đi lại cho nay ăn hả? Nè. Ê con dê. Con dê nè. Bạn hiền. Kỳ quá. Vui quá. Cái đầu lại chào mình coi. Nãy nó chào rồi.